到机场去了。这个你安排了，你看接接送送的，总理接，国会主席送，都是非常隆重的这个礼遇。Nhưng mà tôi thấy mấy ngày vừa rồi thì tôi thấy là cũng rất là tốt. Ra sân bay để về Trung Quốc. Chắc là tôi muốn nhắn gửi một cái là mình chỉ cứ ghi lại mãi cái ấn tượng tốt đẹp, những cái kỷ niệm. Chúng tôi gia chính, chúng tôi gia chính. Chúng tôi theo dõi đến cái lúc, dõi theo chú. Chúng tôi quan hệ, chúng tôi chú ý, xin lỗi.